nghèo thế nào cũng giàu lên nhanh chóng nếu đặt ba thứ này dưới gối ngủ tiền bạc ùn ùn kéo về à, quý vị thân mến ban ngày chúng ta dồn hết sức vào công việc những cái lo toan của cuộc sống làm cho cơ thể bị mệt mỏi bị dã rời kiệt sức khi ấy ai cũng thèm một cái giấc ngủ thật sâu thật ngon để ngày mai thức giấc với cái tâm trạng thoải mái quên đi những cái mệt mỏi của cuộc sống của công việc chính vì thế mà một cái chỗ ngủ thật êm ái thật dễ chịu giúp nâng niu cơ thể dã rời sau những cái ngày làm việc vất vả là điều vô cùng quan trọng. Giường ngủ sẽ nâng đỡ cơ thể của chúng ta thật nhẹ nhàng, giúp xua đi những cơn đau nhức, những cơn mệt mỏi trong quá trình làm việc, làm cho cơ thể cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Từ đó dễ dàng tìm thấy những cái giấc ngủ ngon và sâu hơn. Nhưng mà ít ai biết rằng cái chiếc giường lại là nơi để thu hút tài lộc cho gia chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, chỉ cần đặt dưới gối ba cái thứ này thì sau một đêm tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến. Những đồ vật này rất dễ kiếm, hầu hết nhà ai cũng có. Và nó có tác dụng thu hút tài lộc như vậy Nhưng mà dường như không ai để ý đến nó cả Vậy đó là những cái đồ vật gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây Một là túi đậu đỏ à, Theo quan niệm của người xưa Đậu đỏ có màu rất đẹp mắt Tượng trưng cho cái sự may mắn Nếu âm thầm để một túi đậu đỏ dưới gối trước khi đi ngủ Xui xẻo sẽ bị xua đuổi Và tài lộc cứ ùn ùn kéo đến với gia chủ Ngoài ra thì đậu đỏ cũng giúp tăng cái vận mệnh của chủ nhân được tốt đẹp hơn, gặp hung thì hóa cát, tình duyên công việc thì cũng sẽ thuận lợi theo đó mà được gia tăng. Lưu ý, gia chủ cần phải lựa chọn những loại hạt đậu đỏ căng mẩy, không sâu, không ngọt, không mối. À, nếu gia chủ là nam thì dùng 7 hạt, còn là nữ thì nên dùng 9 hạt. Lấy đậu đỏ bỏ vào một cái túi gấm nhỏ rồi thắt chặt cái miệng túi lại, đem đặt ở dưới gối. Cứ một tuần thì thay hạt đậu đỏ một lần. À, với cái mẹo làm túi đậu đỏ này trong phong thủy thì sẽ đẩy lùi những cái xui xẻo hóa hung thành cát cho gia chủ. À, thưa quý vị, đậu đỏ rất bổ dưỡng, giúp giải nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, đậu đỏ còn là một cái loại vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu nghiệm mà nhà nào cũng có. À, theo quan niệm phong thủy học, đậu đỏ là cái loại mà vật phẩm có màu rất đẹp, tượng trưng cho cái sự may mắn. Đây là cái màu sẽ giúp gia chủ rước thêm tài lộc vào nhà, đẩy lùi đi những cái xui xẻo, những cái buồn phiền. Không chỉ vậy, Vận mệnh của người giữa cái hạt đậu đỏ sẽ đi lên theo cái hướng tích cực, tình duyên thì kéo vào ầm ầm, được công việc thì được thuận buồm xuôi gió. Vì vậy đậu đỏ sẽ giúp hóa hung thành cát, kéo tài lộc vào nhà, giúp mọi việc đều được gì thuận lợi và hanh thông. Cái túi đựng đậu đỏ được cất dưới gối sẽ là một cái vật phẩm phong thủy cực kỳ tuyệt vời. Nếu mà bạn có được ấy, thì sẽ giúp cho vận mệnh của các bạn ngày càng được một tốt lên. Túi đậu đỏ sẽ giúp xua tan những cái âm khí, những cái tà ma, những cái thứ không tốt trong nhà nhất là trong cái phòng ngủ của các bạn đúng không ạ? Và sắp tới đây là cái dịp lễ cô hồn. Vậy nên quý vị cũng cần phải sử dụng trước cho mình một cái túi đậu đỏ. Nó sẽ giúp cho các bạn là xua đuổi tà ma, âm khí không tốt trong nhà và cả trong cơ thể con người nữa. Mang lại những cái nguồn năng lượng tích cực, giúp cho đầu óc của chúng ta luôn được thư giãn thoải mái. Bên cạnh đó thì người ta còn làm cái bùa hạt đậu đỏ. Đấy, thì các bạn hãy chọn những cái hạt đậu đỏ to, căng mẩy. Hạt có thì màu càng đỏ thẫm, càng đỏ thì càng tốt. Và đặc biệt, không chọn những hạt bị sâu và một chiếc túi gấm nhỏ có dây để thắt nút đúng không ạ? Để đóng cái miệng túi lại. Nếu mà không kỹ càng mà lựa chọn đúng cái hạt bị hư, bị sứt, bị mẻ thì công dụng sẽ bị giảm đi rất nhiều, phong thủy không còn được, may mắn trọn vẹn như trước nữa. À, tiếp theo là các bạn sẽ thả cái hạt đậu đỏ vào trong túi. Chú ý là đối với nam là 7 hạt, còn với nữ là 9 hạt. Thắt miệng lại và đem đến để dưới gối cứ một tuần thay một lần. Thì để làm cái bùa đậu đỏ này, các bạn hãy chọn những cái hạt to căng mẩy, màu đỏ sẫm thì càng đỏ thì sẽ càng thu được nhiều cái tài lộc. Cái mẹo phong thủy này thì không khó, không quá tốn kém, lại có thể rước thêm cái may mắn về nhà, rất hay và vô cùng đơn giản để các bạn có thể tự mình làm được. Thứ hai là đồng tiền xu. Thì ngoài độ đỏ thì người xưa cũng dùng tiền xu để đặt ở dưới gối ngủ trước khi đi ngủ để cầu cái tài lộc may mắn cho mình. À theo quan niệm của người xưa ấy, của phong thủy ấy thì tiền xu có cái hình tròn tượng trưng cho bầu trời, mang cái năng lượng dương, giữa đồng xu nhỏ có đục một lỗ hình vuông nó tượng trưng cho đất là mang cái nguồn năng lượng âm vì thế cái đồng tiền xu nó tượng trưng cho sự giao hòa giữa đất trời giao hòa giữa âm và dương được coi là cội nguồn của vạn vật cái việc đặt đồng xu dưới gối ngủ thì người ta tin rằng cái vật này sẽ giúp cho gia đình được êm ấm hòa thuận hóa giải những cái xung khắc xua đuổi cái tà khí và thu hút cái vận may cũng như là tài lộc đến cho gia chủ à, ngoài ra việc để tiền xu dưới gối còn ngầm thể hiện cái hy vọng cái ước mơ trở thành hiện thực nhiều người cho rằng cái việc đặt đồng xu cổ dưới gối cũng giúp cho những người cao tuổi ngủ ngon hơn sức khỏe dồi dào và được tốt hơn. À, nhiều người quan niệm rằng đặt đồng xu dưới gối có tác dụng là hóa giải những cái xung khắc, xua đuổi những cái tà khí. thì ngoài ra đồng xu còn thu hút cái may mắn tài lộc đến cho gia đình, giúp làm tăng cái vượng khí của của căn nhà lên. bên cạnh đó các thầy phong thủy cũng hay đặt cái đồng tiền xu có hình tròn đục lỗ ở giữa đặt ở dưới gối. đồng xu hình tròn tượng trưng cho cái bầu trời mang lại cái nguồn năng lượng dương còn cái phần đục lỗ hình vuông ở giữa tượng trưng cho phần năng lượng âm là đất, mang lại cái nguồn năng lượng âm dương. Vì vậy, đồng tiền xu cổ được gọi là cái vật phẩm cho sự giao hòa âm dương trời đất, là cội nguồn của vạn vật. À ngoài ra, cái tạo hình của đồng xu ấy còn tượng trưng cho quẻ địa thiên thái, đúng không ạ? Tức là cái hình tròn ở ngoài là quẻ thiên đúng không ạ? Và cái lỗ vuông ở bên trong là quẻ địa. Nó là quẻ số 11 trong kinh dịch. Đây cũng là cái quẻ mang ý nghĩa cho sự giao hòa đất trời, công việc được thuận buồm xuôi gió, gia đình thì hòa thuận và yên yên vui cái việc đặt tiền xu dưới gối còn ngầm thể hiện cái hy vọng ước mơ của quý vị sẽ trở thành hiện thực và nó sẽ trở thành thật để quý vị có thể chiêm nghiệm thứ ba là để tỏi trong phòng ngủ à, phòng ngủ là một căn phòng riêng được thiết kế được bố trí để là nơi mọi người ngủ vào ban đêm và nghỉ hoặc là nghỉ ngơi vào ban ngày à, phòng ngủ là một trong những cái căn phòng giữ cái vị trí quan trọng trong ngôi nhà với cái chức năng thư giãn nghỉ ngơi để lấy lại cái sức khỏe sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi khi mà cần tới cái không gian yên tĩnh và tỏi là một loại thực phẩm họ hành. Đây là một trong những cái loại cây gia vị dễ trồng ở một đất nước nhiệt đới khí hậu gió mùa như là ở Việt Nam. Tỏi phát triển rất nhanh khi gặp những cái thời tiết thuận lợi. Cái việc chăm sóc cũng rất dễ dàng. À, chính vì cái điều này mà có không ít những gia đình người Việt, đặc biệt là những gia đình ở thành thị ấy, không có cái điều kiện không gian hoặc là không có đất trồng đã lựa chọn cây tỏi để trồng trong cái khu vườn nhà mình. Còn đối với người dân Việt Nam thì của tỏi là cái gia vị không thể thiếu trong những cái món ăn đậm chất người Việt đặc biệt là các món nước chấm thần thánh. Ở à, trong cuộc sống hàng ngày thì bên cạnh cái việc sử dụng tỏi trong cái thức ăn ấy thì tỏi còn có những vô vàn những cái tác dụng cực kỳ là bổ ích như làm thuốc chữa bệnh trong nông y hay là theo quan niệm của ông bà xưa thì cái mùi tỏi đặc trưng làm cho yêu ma sợ hãi. Vậy nên khi ra ngoài mang theo tỏi sẽ tránh được cái âm khí, tránh được những cái điều không tốt. Cái việc đặt tỏi trong phòng ngủ có tác dụng rất tốt kể về cả về mặt sức khỏe hay là về tâm linh. Ở à, sau đây là một số những tác dụng của tỏi đặt trong phòng ngủ thứ nhất là xua đuổi ma quỷ, tránh tà khí và ám vận. À, ngoài các tác dụng về sức khỏe, thì việc đặt tỏi trong cái phòng ngủ dưới gối ấy, thì còn có ý nghĩa về vấn đề về tâm linh. À, khi con người ta chìm sâu vào giấc ngủ, lúc đó thì dương khí sẽ rất yếu và dễ bị âm khí nó xâm nhập, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cái đời sống tâm linh. Để tỏi trong phòng ngủ sẽ xua đuổi đi ma quỷ, âm khí, tránh được những cái vận khí xấu. À, theo quan niệm của ông cha ta, thì ma quỷ, vong hồn rất sợ cái mùi tỏi. Mùi hương đặc trưng của tỏi sẽ khiến cho ma quỷ sợ hãi mà không dám tới gần. Tỏi càng có mùi đậm thì chúng càng không dám tiếp cận đến con người. Tác dụng thứ hai của tỏi là lưu thông khí huyết và diệt vi khuẩn. Đây cũng là một cái tác dụng nữa mà cần phải kể đến. Đấy, tỏi có tác dụng là hành khí. Khi mà khí huyết nó lưu thông ý, thì cơ thể của bạn sẽ được khỏe mạnh và ăn uống sẽ được tốt hơn. Đặc biệt là rất hiệu quả trong cái việc mà giảm đau nhức trên cơ thể và không những thế khi mà khí huyết lưu thông ấy thì cái huyết áp nó cũng sẽ ổn định hơn giảm được cái phần lớn các bệnh về tim mạch thứ ba là ngừa một số bệnh lý à, tỏi rất giàu chất dinh dưỡng tỏi cung cấp các loại chất dinh dưỡng như protein carbon hydrat calo vitamin nhóm b hoặc là sắt canxi kali vân vân theo các nghiên cứu chỉ ra rằng tỏi có nhiều cái hoạt tính mạnh nhưng mà tiêu biểu nhất vẫn là tác dụng cơ bản của tỏi ấy, chính là đến từ acilin cái hoạt tính này có tác dụng rất tốt cho cơ thể ngăn ngừa điều trị những cái bệnh khác nhau như là bệnh gan, làm sạch động mạch, máu, cảm lạnh, cảm cúm vân vân. Đặc biệt nó hiệu quả trong việc điều trị những bệnh liên quan đến cái đường hô hấp. Thứ tư là gì? Tỏi giúp chúng ta dễ ngủ, thư giãn và giảm cái triệu chứng căng thẳng. Cái mùi tỏi khá đặc trưng nên chỉ cần một nhánh tỏi, một tép tỏi trong phòng ngủ thì các bạn cũng cảm nhận được cái mùi vị không lẫn vào đâu được này. Mùi của một lượng tỏi vừa đủ sẽ khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu Bên cạnh đó, tỏi còn có cái tác dụng là thanh lọc không khí, tránh được cái ô nhiễm trong không khí xung quanh nơi bạn ngủ. Đảm bảo được cái không khí được hít thở không khí trong lành khi ngủ, khi cơ thể cảm thấy thoải mái, không khí được thanh lọc, cái mùi vị dễ chịu sẽ khiến cho các bạn có một cái giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, đẩy lùi những cái phiền muộn tiêu cực để tận hưởng trọn vẹn nhất cái giấc ngủ của mình. Và chắc chắn là khi mà có một cái giấc ngủ chất lượng thì cái ngày làm việc hôm sau của bạn sẽ tràn đầy năng lượng, tràn đầy hứng khởi và đạt được những hiệu quả tốt nhất và tiếp theo chúng ta cùng xét cái việc là cách đặt tỏi dưới gối ngủ cái việc làm này rất đơn giản không hề cầu kỳ điều mà các bạn cần làm là chuẩn bị một vài cái nhánh tỏi rửa sạch sau đó đặt chúng dưới gối nằm của các bạn ấy một vài gợi ý khác cho các bạn có thể đặt ở trong một cái túi nhỏ hoặc là gì đặt ở trong đầu giường hoặc là bất kỳ nơi nào ở gần các bạn rồi bắt đầu chìm sâu vào cái giấc ngủ à, cách làm này không phải có hiệu lực ngay mà để thường xuyên thì các bạn sẽ quen dần với cái mùi hương của tỏi cái phần hơi hương hắc của tỏi và những ngày sau đó thì chất lượng giấc ngủ của các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt tỏi không chỉ là cái gia vị quen thuộc mà còn có nhiều công dụng như là chống viêm chống đau cái vị cay của tỏi ấy, nó có tác dụng giải độc và gì chữa cái tiêu chảy kháng ung thư bảo vệ gan rất tốt đoạn rất và đặc biệt nó rất tốt cho tim mạch tăng cường cái sức đề kháng miễn dịch kháng virus cho cơ thể một trong những cái công dụng của tỏi là gì tiêu diệt vi trùng khi mà các bạn bị cảm lạnh bị hen phế quản hoặc ho gà thì người ta cũng thường xuyên xoa ngực bằng tỏi giã để điều trị nó À, dân gian quan niệm đặt tỏi dưới gối ngủ để chữa cái chứng mất ngủ do cái tỏi có tác động tích cực đến cái hệ thần kinh giúp người mất ngủ bình tĩnh và thư giãn đầu óc tuy nhiên à, những cái tác dụng này rất ít và hầu như là không đáng kể từ cổ xưa thì người ta đã biết sử dụng tỏi để tăng cường cái sức dẻo dai và phòng cái bệnh tật các lực sĩ trong thời kỳ thượng cổ trong kỳ olympic thì đều sử dụng tỏi trước khi mà thi đấu à, những người thợ xây kim tự tháp thì cũng ăn tỏi hàng ngày để tăng cường cái sức khỏe khi mà sức khỏe tốt thì bạn sẽ có một cái giấc ngủ ngon hơn. À, bên cạnh đó, trong đông y thì cái việc mất ngủ do rối loạn cái can khí gây nên để điều trị thì các bạn cần hiểu rõ nguyên nhân để điều trị những chứng bệnh này và thay đổi cái 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 lối sống để cải thiện. À, quý vị chú ý nên có cái chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt thay đổi cái cái môi trường làm việc, tránh các yếu tố stress, nên ngủ và thức ở trong một cái giờ nhất định. Bên cạnh đó, không nên uống các loại chất kích thích như cà phê, trà đậm vào buổi tối thường xuyên tập thể dục thể thao và tăng cường cái sức khỏe cho mình. À, một số lưu ý khi mà đặt tỏi trong phòng ngủ, quý vị thân mến và để đạt được cái hiệu quả rõ rệt thì các bạn cũng cần phải đảm bảo cái khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể và tỏi. Không nên chuẩn bị một chiếc gối quá dày, như thế thì khoảng cách tỏi và cơ thể bạn sẽ cách xa, cái hiệu quả chữa bệnh nó cũng sẽ không được như mong đợi. À, thứ hai là gì? Cái gì quá nhiều thì cũng không tốt. Các bạn đặt quá nhiều tỏi trong phòng ngủ trong thì cái không khí trong phòng ấy nó sẽ không được tốt mà còn ngược lại nó phản tác dụng cụ thể là sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe có thể gây ra cái chuyện là mất khí tan huyết nhiều tỏi sẽ khiến cho mùi tỏi nồng đậm điều này có thể sẽ làm ảnh hưởng gì buổi sáng hôm sau các bạn sẽ bị ám mùi tỏi lên quần áo có thể gây khó chịu cho cái người tiếp xúc à, thứ tư chúng ta cùng xét về đặt tỏi trên bàn thờ thần tài quý vị thân mến bên cạnh những vật phẩm thờ cúng quan trọng như là hương nến đèn vàng thì nhiều gia chủ cũng còn thêm một cái tháp tỏi đặt ở trên bàn thờ thần tài với cái mong muốn là thu hút cái tài lộc Tỏi vừa là một loại gia vị được sử dụng phổ biến trong các món ăn hàng ngày, lại vừa là cái bài thuốc dân gian có khả năng điều trị các bệnh cảm cúm, hạ huyết áp và phòng ngừa ung thư. À xong, bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, tỏi còn là một trong những cái vật phẩm tâm linh trừ tà hóa sát. Tại Việt Nam thì nhiều người vẫn có thói quen là mang tỏi bên mình để đi dự đám tang hoặc là trẻ nhỏ mỗi khi mà được bố mẹ đi đưa đi chơi với cái mục đích phỏng thân và tránh ám khí. À, nhiều người cho rằng cái việc mang theo tỏi ấy sẽ tránh được tà ma, tránh được chuyện tượng là ma, ma dắt, ma giấu. Thậm chí ở các nước phương Tây, tỏi còn được xem là cái bùa hộ mệnh có thể chống lại ma cà rồng và các linh hồn quỷ dữ. Ở nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng cái sức mạnh và cái năng lực của hai vị thần tài thổ địa nó có hạn nên là rất khó có thể ngăn cản cái sự phá phách của yêu ma. Chính vì tỏi có tác dụng xua đuổi tà khí, giảm cái tinh khí và của linh hồn nên là cái việc đặt tỏi trên bàn thờ thần tài thì sẽ bảo vệ được các thần linh từ đó mà cái việc làm ăn của gia chủ sẽ thuận lợi và hanh thông hơn. À, khi lập ban thờ thần tài, thì gia chủ chuẩn bị năm củ tỏi, năm củ tỏi thật tươi, đặt trong một chiếc đĩa nhỏ sạch hoặc là đặt một tháp tỏi ở trên bàn thờ để cầu mong cái sự may mắn, tài lộc đến với mình. À, cũng theo các chuyên gia phong thủy, cái việc bày tỏi lên trên bàn thờ sẽ giúp các vị thần dễ dàng bài trừ các đạo trích, các vong binh luôn có ý định hãm hại. Một khi các vị thần linh được an toàn, thì gia đạo mới được bình an và không bị phá phách. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vật nên đặt dưới cái giường ngủ để có được cái giấc ngủ ngon và thu hút được cái tài lộc cũng như là may mắn cho gia chủ. Bên cạnh những cái vật phẩm mà nên đặt dưới cuối ngủ thì sau đây là những cái vật phẩm kiêng kỵ tuyệt đối không nên đặt dưới cuối ngủ, kẻo rước họa vào thân cả nhà gặp đại họa. Một là gương. À, theo phong thủy, gương có tính phản chiếu, có tác dụng đuổi ma quỷ, mang lại cái sự bình yên, may mắn cho người sử dụng. À, thế nhưng cái vị trí đặt gương phải hợp lý nếu không sẽ bị phản tác dụng. Trong đó, việc đặt hương dưới gối ngủ hay là đầu giường được xem là một trong những cái điều đại kỵ vì có thể nó sẽ mang đến những cái điều xui xẻo, phiền toái cho gia chủ. Hai, vật sắc nhọn như là dao, kéo, kiếm, vân vân. Để các vật sắc nhọn ở đầu giường không chỉ tiềm ẩn cái nguy cơ gây thương tích cho người sử dụng mà còn là cái yếu tố tối kỵ trong phong thủy. Theo quan niệm của người xưa, những vật này thì có cái tính sát thương nặng và chứa nhiều cái sát khí, dễ mang đến những cái điều không may mắn cho gia chủ mang đến cái sự bất an cho gia chủ. thì ngoài ra người xưa tin rằng để những vật sắc nhọn dưới gối cũng khiến cho tình cảm vợ chồng dễ bị dạn nứt. vậy nên các bạn tuyệt đối không được đặt. thứ ba là trùng chìa khóa. À, theo phong thủy thì chìa khóa là cái biểu tượng cho sự khai thông về tiền bạc. À, việc để chìa khóa dưới gối ngủ sẽ ngăn chặn cái việc là cái vận tài chính khiến cho tài vận trong nhà bị ngừng trệ. thay vì để dưới gối ngủ thì gia chủ nên để chìa khóa trên kệ hoặc là chọn những vị trí hợp lý để để. thứ bốn là di ảnh của người đã khuất dù thương nhớ người quá cố đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên để di ảnh của họ dưới gối. Vì trong phong thủy, điều này không tốt đối với gia chủ. Nên đặt di ảnh của người quá cố ở những nơi an tĩnh, sạch sẽ để thờ phụng, để cúng bái, để thể hiện cái sự tôn trọng. Thì ngoài ra, theo phong thủy, một số vật dụng khác như là ví tiền hay là thuốc men cũng không nên để dưới gối ngủ vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tiền bạc của gia chủ. À thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vật tốt lành có thể giúp gia chủ thu hút cái tài lộc khi mà đặt dưới gối cũng như là những cái đại kỵ những cái vật đại kỵ đặt dưới gối có thể mang lại những cái điều hung họa và những điều xui xẻo cho gia chủ hy vọng qua video ngày hôm nay sẽ giúp cho gia chủ có thêm những cái lựa chọn về cái việc thu hút tài lộc của mình một cách cực kỳ đơn giản cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn